gì nói không? Có gì nói với Mạnh Thường Quân không? Thì cũng nhà Mạnh Thường Quân bên nó mới giật đưa chú lại tới đây, không có còn ở nhà nữa. Thành ước nguyện rồi ha, như ước nguyện ban đầu ha. Ghê vậy. Làm chó quen cái gì? Làm chó quen cái gì? Ba nào? Cơm chưa? Chưa ăn nữa hả? Ở đâu có cái tối nãy vậy? Mua cho anh thấy, đi mua cho anh thấy. Mình gần dân mấy tiền. Dạ không có, nó không hầm với đây. Nó không hầm với đây. Đây là phòng đã đó. Về đợt này, về đợt này cho tham gia nhóm đóng luôn ha. Tham gia đóng cho ổng về dai mà ngồi chỗ nạt nộ đâu. Được. Mấy cái hai anh em mà chưa nghiên cứu. Nó về cho chú Mạnh nó về cái ngồi chen vô mấy cái khúc giữa giữa mà cho đang cười đó đưa em. Hôm sao hôm nay nó la dữ lắm à. Ừ, còn giúp giờ kêu bác sĩ cho xin chích mũi để ngủ. Hồi sáng có chích hả? Vậy là hôm không có ngủ. Hôm sáng đi vô tới mà không có vô cầu. Thôi thở thấy đó, bò vô cầu. Mấy anh em vô tất coi nó thấy chú Mạnh cười vui khỏe quá mừng, nó ổng lạc quan quá. Thêm cây nữa đúng rồi, cây này mới đúng cái nè, còn giá cặp kia thì nếu mà cái cặp kia là ra tất cả hai cây này nữa. Nếu mà trẻ không đâu thì nó vừa ngồi xuống lại đi. Hả? Nó bớt bớt như chưa? Ừ. Còn bớt bớt như còn còn đít sọ đi. Mấy bác sĩ lại chích cho thấy vậy. Tại vì nhất là phải kêu quả lại báo bác sĩ. Để cho người ta cho thuốc hoặc là chích không? Tại vì người ta đâu biết. Mà thấy tối hồ mà nó nói một chút đi dọn bác sĩ. Nó có cái phòng trực như thằng này nè. Cái bên nè. Tôi chịu sáng đêm. Cái người đưa bệnh đó là nhà ban đêm, bạn báo bác sĩ người ta mới biết. Tôi hôm qua về con quên dặn, con dặn tính dặn là nửa đêm mà không có nhất là la chạy ra phòng báo bác sĩ rồi cho chồng uống thuốc. Ngủ mới được. Quên nói vụ đó nữa. Tôi mong mà tôi muốn xỉu luôn đó rồi sáng đó. Rồi bữa nay trưa nay có ngủ không? Ngủ được chút xíu. Bà về đó hả? Ngủ lúc bà về đó hả? Rồi ai lên giữ? Gái tôi á. Gái đây hả? Có hàng xóm đỡ. Ông đi ra ngoài một phút. Rồi tôi mở cửa dẫn ông ra ra đàng hoàng. Rồi nhìn nào thấy ông vô cái cửa kính. Ở chồng gịch gì một giò chả té chết luôn. Dạ. Khỏe rồi, thấy gì em rồi. Này chắc không có 10 ngày hả? Không tới. Hỏi bác sĩ sáng mà ông bà xã cho hỏi. Để đi tìm mấy ngày nữa mới được xuất hiện. Bác sĩ nói chưa gì nữa mà tính về. Chưa cho bà về. Chưa về tính về rồi. Ở đây đi chừng nào bác sĩ có gì hả về. Sáng điện bên ủy ban phường á xin cái mấy hộ nghèo của phường 10 nè. Đây nhung có gặp tám hỏi có cái chú gì cái chân bị bự đó. Nó nói rồi gửi hình ảnh cho coi rồi nè, cưa rồi luôn rồi. Nhung nói ủa vậy hả, mừng cho chú nó ổng nói chú trong danh sách hộ nghèo. Nói rồi có xin mà chỗ mấy anh em đó mà phù là tết đó
để coi chừng nào có thì phối hợp với phường ngồi phát cho. Rồi xin cũng 242 hộ nghèo, nghèo thì không nhiều mà cận nghèo nhiều. Nó có cái ông đó giò chân bự bự đó, nó gọi thổi đâu lo gì đem bệnh viện kìa, bắt đầu bắn cái hình qua liền vô chả gì đó hả, xúc ông đi mổ rồi để mà cười. Mới hôm qua cái clip hôm qua đăng lên cái mấy đứa nó coi dạ cái gì mà em gian gì mà mới mổ ra các chân da không ổn ăn ngon lành với cơm sườn không cho uống sữa, nó không biết xào đâu, đó quá không cho tôi ăn mới được. Quay xét em hồi sáng bác sĩ lại rửa bác sĩ nói đau một xíu ăn đau rửa sáng nào tại mới ông trà cho kỹ nè, nếu mà làm chiếu tết về cho đóng phim hài tết chị ơi, cho diễn viên dài đóng phim hài tết họ cười không có tiền nữa. Ông quà đinh đi vui mà nãy giờ mấy đứa nó cũng đeo theo coi nó trực tiếp nãy giờ có chụp ở nào ổng với Hòa Linh ổng đóng vai đàn bà cười ổng chết ổng cũng nói chung cũng cống hiến cho nghệ thuật dữ dằn thế ổng vậy ổng mới 66 à 62 với 66 bữa sau người đã đăng để chết thời thanh là 54 1954 nhưng mà 54 thì nó 66 rồi. Hôm qua mấy bà nó quánh số, bà trúng nhóc luôn, bà nói ông chỉ tài chết linh quá ra 66. Quá tài. Tôi thì tôi không biết xài điện thoại này, ba nói lại không à, không có biết. Thôi năm nhiêu không quan trọng mà quan trọng qua đời. Năm nào cũng chết hết trơn. Bữa nãy thuốc cái phát hồi này thấy chậm á. Mình chưa. Bữa nãy ổng vô. Ừ, gần 2 giờ rồi, do đó có 2 giờ. Giờ mấy ông? Vậy đó. Một ông phát thuốc, hồi ông lại chuyện nước biển. Nói cái tôi dùng đi phá, chạy ra nè, mà ông chụp bên đây tôi. Cái bịch thuốc giảm đau vô mau lắm, nó nhiễm nhiễu chừng 10 phút bà. Rồi tôi phá lại cho nó còn nước đó, rồi qua kêu ông này trả lại cái chuyện cái chai mũ thì vô hơi lâu. Đợt này ông vô máu mượn chết luôn. Sợ ông vô máu khác nó chết nữa. Vô máu khác về nghe có một giò bác cũng bỏ à. Vô máu Ngọc Liên tìm mẹ còn hiền vô máu Trương Phi rồi chết luôn. Ông ăn ít thì nữa mới ra ăn tắt mặt liền chút nói cười ổng chết. Ổng mẫu ăn mấy ngày trời bữa nay cũng cho tao ăn rất là nhịn. Tự quá trời tự. Nhỏ này thể với sức đề kháng không có. Nhiều như là khóc ống thì thuốc nó vô với nó mà mới nổ ra nó ăn đỉnh một chút ăn nữa chứ ăn no quá là nó ống. Dạ ổng có hỏi không? Ông này đề kháng không mạnh. Ôi, mấy người kia hỏi mới mổ ra mà mới mổ ra thì hôm qua vừa là cứ lúc cứ hai ta hỏi xuống á. Ăn hết nhóc luôn. Về là bỏ luôn cái vụ rượu luôn nha, không uống nữa, coi như là nó cướp đi cái chân rồi đó. Nhất bây giờ là nói chung là biết sao không ra hồi đó cứ mà mình thơ mình tới mình hay một cái về không hết hết kia mới cứu được một bộ gì mới cứu được thôi. Bây giờ đừng có bỏ, đừng có nghĩ tới bi nữa, bi quan nữa. Hồi nãy thằng đó làm gì đó người ta nói đó thấy không, nó hỏi anh Giang em nhậu chút nữa không, mày bị banh tim rồi đó, giống như nó là mệt đó, nó còn thanh niên mà là mệt là không có nhậu luôn á, nó bỏ nó còn uống ly ra, tao không biết, tao nói mày uống rồi bị mà một rồi mày đột quỵ là mà không có còn mạng đó, bây giờ là đột quỵ là mười mấy tuổi nó còn chết nữa, đừng có nói mày lớn, nó còn thanh niên mà sao mà nó suy yếu hô hấp ta như tim đập mạnh á. Đột quỵ chết nhiều người lắm mà thì đó, thì mà ông Chí Tài này cũng bị đột quỵ. Ông lão này bả không cho hút thuốc mà cái giò ổng còn đi được. Ông đi hút vậy đó, dặn đừng có hút nhiều, giảm bớt đi. Ba tôi năm
rồi tai biến đó, tới ổng bị liệt á, sai đâu ai đi nữa, ổng chịu ngồi chỗ á. Cái này có nhà thương 10 ngày về. Thấy Mạnh Thường Quân thấy chú này sức khỏe tốt ha. Còn ra ta mới cắt chân ta nằm la lấy, còn ổng ra là ổng muốn hộp cơm liền. Nó có nửa tô cháo rồi ăn thêm một cơm sườn. Cái tối 7 giờ về công chiếu cái mấy anh chị em ở trên live nè. Vì mà ổng mới cắt chân mà sao ổng ăn rồi. Sao ổng cho ổng ăn cháo uống sữa gì đi. Trời ơi. Nói rồi, cơm ngon hơn, no hơn rồi. Đúng hồn, cái hỏi ổng chứ lấy cái đầu đi tiểu được không? Ổng là được một hồn, ổng tiểu rồi cái ổng chạy ổng để đắp lại. Rồi ổng đi vô cầu, ổng đi cầu, tôi thấy có đắp ông gài kính mà bác sĩ chuyển lại cái phòng về lên đơn giản rồi không vui bác sĩ để đi kêu bà để kêu bà ăn rồi rồi đó ông vô cậu không khỏi khá đâu ông khá rồi hồi cái giờ ông đứng gịch không được mình đây vô không được rồi có ai lại tôi dùng ra cho mấy ông ở trong cầu á ông đóng khép lại chắc cũng không được có khá là có phước à đi tới đâu có người giúp tới đó tới vô nằm viện mà có người nằm cặp bên là có người thân người ta giúp này tôi 8 kiếp rồi chứ không phải 1 kiếp đâu kêu dạng hỏi khéo hỏi bác sĩ ơi ví dụ cái chân này nằm cỡ bao nhiêu ngày khoảng bao nhiêu ngày mình phỏng phỏng thôi quất thẳng lên bác sĩ ơi chừng nào cho về mới mổ ra hỏi đồ gì sao mà cho gì á về nhiễm trùng ai chịu trách nhiệm bác sĩ nói mới lại đều tính về nha đó chứ này ông bỏ qua đi cho bà làm ông nằm sớm bây giờ ông mới lên nữa bây giờ ông chỉ ăn rồi nằm đi vợ ông làm gấp gì đâu đi buồn rồi hạt giống chừng nào mấy em làm cho bà đi tu một hồi dùng để thăm cao cho bà đi thăm rồi thăm tu mới mình nên cho bà đi tu vì chiều nay chưa ăn hả? Vô người ta có số điện thoại đó ta điện đem cơm ta ăn đi cho sướng. Bà nó về nhà tắm bà làm gì bà nấu bây giờ. Nếu mà nấu nhà thì ngon hơn ăn trong tiệm rồi. Rồi cái bác sĩ là hỏi ông chứ đi mua thức ở ngoài ông còn tiền mua không? Ông hỏi bao nhiêu? Ông này hỏi bác sĩ nhiêu bác sĩ ông chừng giờ ông cũng nói giá nhiêu ông hỏi ông này còn tiền được bao nhiêu ông nói 100 mấy cái nói thôi vậy cấp đi chút vợ ông lợi vợ ông mua tới làm đây hả dạ. Ông xã em ông nằm đóng luôn vô phòng rồi chết biết sao ông đây để nó ăn bác sĩ ông này cái mình vô đây rồi gặp dân chi kỹ có quả em mẹ em mắc cười thấy em đau quá em mắc cười ông đụng ổng quá ổng quả em nữa vậy đó hả em đụng không chưa ăn cái gì chưa ăn cơm sườn cái gì cơm hành ổng mua cơm hành Mua hàng nhớ nha, đừng ăn cá lấy nha. Ông lấy thịt không à, với rau này, rau kia mà lại không cho ông ăn. Ông ăn thịt với dưa hấu. Thịt đi, giữ đi. Ông mà phụ lòng tôi với Mạnh Thường Quân là ông ha đi nghỉ chơi với ông luôn. Ai đem ông ra đâu vậy? Ông già anh á. Không phải gì đó. Lợi hại gì đó. Hôm qua đang quay cái clip tôi về đăng lên cái cái gì mà mới mổ ra mà ngồi ăn cơm vậy nó ai biết đâu ông mổ quất ngon lành vậy đó ta làm nửa con cháo rồi uống thêm một cơm nữa chịu nổi không nói rồi nói một đêm một ngày xong rồi lại bật lên mấy ngày đầu vô cho tao ăn quá trời tới sao bữa nay không cho ăn à ông mạnh dạng á người ta đi đâu ông mò ông lấy ông khổ ông lấy cái cây sữa không à nhìn thấy kháng chạy vậy á người rồi. Người ở chị định bỏ quả em đụng không phải ra em chia sẻ cái clip tới đây nha mọi người bữa nay Mạnh Thường Quân cũng thấy chú cũng khỏe rồi đó có gì nói không có gì nói với Mạnh Thường Quân không thì cũng nhà Mạnh Thường Quân nó mới giật đưa chú lại tới đây không có còn mấy nhà nữa
thành ước nguyện ha, ước nguyện ban đầu ha, các cái chân mấy ông em với cách làm hầm máy để mà mấy hôm qua giờ đi tính làm đơn xin lại cái cụ lẳng đó đặng về che mép bé cho ông nhớ mấy chục năm cái quả chơi đâu ạ. Mấy chục năm nó cũng thích nuôi nắng cũng khoảng 3 ký mấy à, tầm cả triệu á, ký 300 mấy á.